Nội thì đã không nhìn nhận bé từ nhỏ rồi anh. Ôi trời đất ơi, nói ra thì đau lòng lắm. Không phải lên đây để kể lể với chuyện này. Cuộc đời của em gia đình, dù lúc em muốn nghĩ hoàn lắm, nhưng mà suy nghĩ lại còn con nhỏ nữa. Mình cha mẹ ở quê thì mẹ trời em thì bệnh. Ơi sao mà khổ vậy nè. Em lấy chồng về, bên chồng thì không có thương em gì hết trơn, mặc dù em không có lỗi. Là chồng sau hả? Chồng trước ba gô cuốn bé nên là trời chồng mình không ơi. Có nhìn nó thì bây giờ em ẵm về, bé 5 tháng rưỡi em ẵm về cho mẹ em nuôi là mẹ đẻ. Xong em đi làm thuê làm mướn đủ công việc, ai mướn cái gì cũng làm để gửi tiền cho mẹ em nuôi con. Em chào chị. Dạ. Chị có thể giới thiệu à? Chị tên là gì? Dạ em tên Kiều ạ. Chị Kiều là quê quán ở đâu đây? Dạ quê em ở Hậu Giang. Hậu Giang ha. Dạ. Là chị Kiều mới từ Hậu Giang lên đây hay là như thế nào đây? Dạ em lên được hơn tháng rồi anh. Là lên đi tìm con hay lên để đi làm? Dạ lên đi làm, nhưng mà em chưa đi làm. Chưa đi làm? Dạ. Là chị Kiều cùng với gia đình hay như thế nào? Dạ em với chồng em với một bé gái lớn với bé gái nhỏ nữa. Lại, vậy là cả gia đình nhà mình mới dạ. lên được hơn tháng. Dạ. Chưa kịp đi làm thì con bỏ đi hay như thế nào đây? Dạ bé lớn thì đã đi làm rồi anh, còn em thì chưa đi ạ. Là bé cũng mới lên cũng chưa được một tháng hả chị? Dạ. Trời đất ơi, con nhà mình họ tên đầy đủ là gì đây chị? Dạ Trương Thị Hồng Nhi ạ. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 18 tuổi ạ. 18 tuổi hả? Dạ. Chị Kiều năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43 tuổi. 43 ha. Chị Kiều được mấy đứa con đây? Dạ hai đứa ạ. Bé này là bé lớn hả? Dạ đúng ạ. Bé lên trên thành phố là làm ở đâu? Dạ làm ở Bình Dương ạ. À làm Bình Dương hả? Dạ. Làm ở chỗ nào Bình Dương đây? Dạ làm ở Thuận Giao ạ. Thuận Giao hả? Dạ. Nhà mình có bà con dòng họ gì trên trên đó không? Dạ không ạ. Vậy là nguyên gia đình nhà mình lạ nước lạ cái là tới đấy để làm hả? Dạ. Tự mình tìm tới hay có ai giới thiệu không? Dạ không. Không có ai giới thiệu hết hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi con nhà mình đi là đi hôm nào? Dạ hôm sáng thứ bảy anh. Sáng thứ bảy. Vậy là hôm nay là thứ hai. Dạ. Ngày kia. Dạ. Đi là con gái có mang theo thứ gì đi không chị? Dạ có cái ba lô anh, với điện thoại thôi. Ba lô với điện thoại. Dạ. Ba lô có quần áo không? Ngày thường thì bé đi làm thì em thấy bé quải theo chứ. À, tức là cái ba lô nhỏ đúng dạ, không? Dạ ba lô nhỏ xíu để đi làm. Để đựng đồ cá nhân đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Trời ơi. Con gái đi có viết thư viết từ gì để lại không đây? Dạ không. Con gái nhà mình lên lên Bình Dương là làm được mấy ngày rồi? Làm hôm tháng rồi là bé lãnh lương được hai ngày. Rồi xong tháng này mà nếu tháng này tới lãnh lương này là đủ 30 là đủ một tháng không? Tháng này thì mới làm được có mấy ngày chứ nhiêu? Tháng này là mấy ngày nhưng mà bé đã làm được một tháng trọn hôm tháng rồi. Dạ. Tháng 6 anh đúng không? Tháng này là tháng 7 đúng không anh? Tháng này là tháng 7 đúng dạ. rồi. Là qua tháng này là bữa nay hôm 8 tay thì 10 tay bé lãnh lương. Làm là làm công việc gì đó? Chị, con nhà mình á. Về thì kể là con làm công ty bao bì giấy nhưng mà có lần thì em cũng tới cái công ty đó rồi, cũng thấy con mình trong đó đi ra nữa. Làm đó là làm ngày mấy tiếng đây? Sáng thì 7 giờ vào làm, xong rồi thì chiều là 4 giờ về, nhưng mà hầu như là bé nó tăng ca 8 giờ thường xuyên luôn. Tăng ca? Em cũng thấy tăng ca luôn đó. Là có đúng con nhà mình tăng ca không? Em lại em hỏi bảo vệ thì chú bảo vệ bảo là cũng có một số người còn tăng ca. Tính tình con nhà mình như thế nào đây? Xưa bây giờ nó khờ lắm, nói chung là nó cũng không có đi chơi bời hoặc là đi chỗ này chỗ nọ, cho nên đi làm thì cứ đi xong rồi sáng đi làm thì tối về, chủ nhật thì ở nhà thôi. Vậy là hôm nay chị về đây cùng với ai đây? Dạ chồng. Chồng hả? Sao chồng không về vào đây? Dạ bây giờ có gọi chồng em. À chồng đang ngồi ngoài hả? Dạ. Thôi được rồi, dù gì thì cũng đã lỡ rồi nhá. Dạ. Khổ thật sự khổ. Chị đang sợ nhất điều gì đây? Em sợ người ta bắt đi bán cái tống tiền em có tiền chuộc về. Trời ơi. Khổ dài, nghèo con hay con nhỏ nữa. Con nhà mình cái thời gian gần đây có dấu hiệu gì bất thường không chị? Về ít nói lắm anh. Bình thường nó có nói không? Bình thường thì nó cũng nói cũng hơi nhiều tí, nhưng mà giờ về là cứ tắm xong rồi giặt quần áo là lên gác ngủ. Mệt á. Sáng thức dậy thì đi làm.
tăng ca mà một ngày làm 12 tiếng mệt mà. Bé lần đầu tiên đi làm công ty hay là sao đây? Hay là trước kia đi làm rồi? Năm 2019 có lên làm anh, xong rồi làm cũng thời gian rồi dịch xong rồi lại thất nghiệp xong rồi về quê. Là cả gia đình mình á hả? Dạ đúng rồi anh. Trời đất ơi, nhà mình có nhà ở quê không? Dạ không anh. Trời ơi. Ở nhà bên mẹ đẻ. Ông chồng là quê ở đâu? Chồng em á, chồng sau này á là quê bên An Giang. À. Dạ. Ủa ông chồng trước là mình thôi rồi hả? Dạ thôi, lúc bé 5 tháng tuổi là em thôi, em đem bé về bên ngoài gửi đi làm nuôi nó. Vậy nhà mình hiện tại bây giờ mấy bé rồi? Dạ 2 bé. Vậy bé sau là của ông sau đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Là nguyên gia đình nhà mình ở chung hết. Dạ. Ở là từ năm 2019 ạ. Ừ. Là em hỏi thật này. Dạ. Nhá. Dạ. Chồng có chị, tức là ba dượng của bé đó. Dạ. Có thương bé không? Dạ có. Có bao giờ la dày gì không? Dạ ít lắm. Có nhưng mà ít hả? Dạ, chỉ là kêu đi làm thì cha chở đi thôi chứ. Thường xuyên mà giống như là có nói cái gì thì cũng giống như cũng không mét em. Ừ em ơi con nói này nói kia. Mà thường nói với em câu á, bây giờ anh là cha giống như là một tiếng cũng là cha, nhưng mà thực tế ra thì cũng là cha dượng. Nhiều khi muốn nó sai cái gì thì anh cũng không la được, thì là em phải la. Chồng em nói như vậy. Nhưng mà con nhà mình có biểu hiện là khó chịu khi sống chung không? Cái thời gian gần đây nè. Dạ không anh. Là mình ở cái phòng trọ lớn không? Dạ nhỏ anh. Nhỏ hả? Ở trên bé thì ngủ trên gác hả? Dạ. Gác là có làm vách tường ngăn cách gì không? Dạ không anh. Ừ. Còn hai vợ chồng chị là sinh hoạt ở dưới. Dạ đúng rồi. Nhà mình có hay ăn cơm chung với nhau không? Hồi trước thì thường xuyên là ăn cơm chung, nhưng mà thời gian gần đây bé nó tăng ca anh. Về nó hay mua đồ này kia, nó ăn xong rồi là nó lên nó ngủ rồi. Còn chủ nhật á thì em làm đồ ăn á thì xúm nhau lại ăn vậy á. Chị Linh là vẫn chưa có việc làm? Dạ chưa. Còn ông xã làm gì rồi? Dạ trước cũng đi làm công ty xong rồi lại thất nghiệp, rồi giờ ra làm hồ á. Làm hồ bữa không? Làm hồ mùa này bấp bênh lắm. Dạ. Nắng mưa thất thường mà. Chồng là làm thợ hay làm phụ đấy? Dạ làm thợ sơn. À thợ sơn hả? Dạ. Bây giờ cái mức chi tiêu kinh tế trong gia đình mà thu nhập như vậy có đủ để chi tiêu không? Nói chung là cũng giờ cái gì vật giá đó, thì anh thấy thì cũng dính dút hà tiện hà tặng. Vật giá thì leo thang. Dạ, mà lương thì lại không có đó. Không em có được cao nhỏ nữa. Khổ thật sự. Bé nhỏ là giờ được mấy tuổi? Dạ 4 tuổi anh. 4 tuổi hả? Dạ. Có gửi trẻ chưa? Hồi có cho đi học mẫu giáo gì chưa chị? Trước em có đi gửi lúc 2 tuổi, xong rồi bây giờ thời gian em về quê em nghỉ, em đem bé về. Xong bây giờ quay lên em định cho chị nó đi vô công ty ổn định, xong rồi là bắt đầu mới lãnh cái lương của chị, mới lấy tiền lương chị gửi em bé đi nhà trẻ, thì mẹ mới đi làm. Vậy bây giờ mức thu nhập vẫn dựa vào con nhà mình ha? Dạ. Chồng thì làm chắc chả đủ ăn đâu đúng không ạ? Làm, nếu làm thường xuyên thì chắc cũng được, nhưng đó thì cũng xoay sở gì được. Nhưng mà làm ngày xong lại mưa lại nghỉ. Có khi từng làm được ngày, có khi từng làm 2 ngày. Đó là thời tiết, còn chưa tính là có việc hay không nữa. Dạ. Đúng không chị? Có khi nào vì cái điều đó mà con nhà mình lại muốn đi làm công việc khác nhiều tiền hơn không? Em thì em cũng không biết đâu, nhưng mà cũng nhiều chị... hôm rồi là đi làm á thì cũng khuyên rồi, con ơi nhà mình nghèo còn thiếu nợ lắm, giờ gắng làm thời gian cho mẹ trả nợ chứ. Về bây giờ đừng trả hết nợ người ta, chứ bây giờ nợ thì cứ hàng tháng cứ đóng lời lãi này sang lãi kia. Rồi em thì còn nhỏ là sắp sửa bước vô trường nữa. Thì chị nói tâm... vậy thôi thì nó làm thinh là nó không trả lời. Chị tâm sự với con vậy hả? Dạ. Đôi khi những cái lời tâm sự của chị vậy á, dẫn tới cái tình trạng bé suy nghĩ rất nhiều. Dạ. Bé suy nghĩ đủ thứ chuyện, kinh tế, cơm áo gạo tiền, rồi là tiền ăn, tiền uống cho gia đình, rồi là tiền công nợ của mẹ. Chị là nợ gì mà nợ dữ hả? Trước cái năm dịch xong rồi thì cái 4 người lên thì hai vợ chồng hai đứa con anh thấy thất nghiệp mấy tháng trời, lại không tiền, rồi mượn ở quê, mượn người thân người này người kia cho mượn, rồi xong rồi hỏi cái số người thân cho mượn á thì mình không có lời, thì từ từ mình làm có mình trả. Còn cái số mà mẹ em vay dùm ở ngoài á thì bây giờ hàng tháng em phải đóng lời. Nhiều không chị? Hơn 50 triệu anh. Hơn 50? Dạ. Hơn 50 là một con số rất lớn. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi.
Nhiều người người ta có điều kiện thì người ta coi 50 triệu là bình thường. Dạ. Nhưng gặp rất nhiều gia đình con số 50 triệu thì đó là một cái khoản tiền rất là lớn. Bởi vì cái mức thu nhập cũng như cái công việc. Công việc mà làm những cái công việc bình thường mà mức thu nhập rất ít thì đủ ăn, đó là một cái điều là thấy là khó rồi. Mà để dư giả để trả nợ thì thật sự đó là cái điều rất là khó khăn ha. Chính vì cái điều đó là con gái vẫn biết cái số nợ đấy luôn hả? Dạ biết. Mình có hay nói với con những cái lời như vậy không? Hay tâm sự là nợ nần vậy không? Dạ có. Chính vì những cái điều đó nên con nhà mình có một cái suy nghĩ hoặc có một cái áp lực gì đấy đó chị ạ. Dạ. Chị có sợ rằng con nhà mình là nghe bạn bè dụ dỗ hoặc cám dỗ, hoặc là thậm chí là lên mạng để tìm những công việc khác làm để kiếm nhiều tiền hơn, cấp tốc hơn để về trả cho mẹ cũng như để lo cho gia đình không? Dạ có anh. Có hả? Dạ. Con nhà mình có hay chơi điện thoại không chị? Dạ có ạ. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Có anh, mấy lần vô cũng tìm việc online nhưng mà em cũng la hoài, em nói cái đó không có thật đâu, con đừng cứ nghe. Đó. Mình đi làm đi. Em cũng nói với bé hoài thôi, con đi làm trước đi, ổn định xong rồi mẹ gọi em mà mẹ đi làm. Rồi cố gắng từ từ mình dành dùm mình trả nợ, chứ giờ đất ruộng thì nó không có rồi. Ở thì bên ngoài thì cũng ở đỡ bên ngoài. Ở đậu đúng không? Dạ ở đậu. Ở miền Tây nhà mình gọi là ở ké, ở đậu dạ. Đúng không? Rồi còn bên nội cũng vậy. Bên nội thì đã không nhìn nhận bé từ nhỏ rồi anh. Ôi trời đất ơi. Nói ra thì đau lòng lắm. Không phải lên đây để kể lể với cái chuyện này. Cuộc đời của em gia đình. Nhiều lúc em muốn nghĩ hoàn lắm, nhưng mà suy nghĩ lại còn con nhỏ nữa. Mình chết thì cha mẹ quê thì mẹ em thì bệnh. Ơi, sao mà khổ vậy nè. Em lấy chồng về, bên chồng thì không có thương em gì hết trơn, mặc dù em không có lỗi. Là chồng sau hả? Chồng trước, ba gua cuốn bé nên là trời. Xong rồi không ơi. Có nhìn đó thì bây giờ em ẵm về, bé 5 tháng rưỡi em ẵm về cho mẹ em nuôi là mẹ đẻ. Xong em đi làm thuê làm mướn đủ công việc. Ai mướn cái gì cũng làm để gửi tiền cho mẹ em nuôi con, là lúc đó em chưa mang nợ. Cái thời gian em mang nợ là em sanh con bé nhỏ sau này. Chồng mà. Trước là mình có đăng ký kết hôn không? Dạ không anh. Vậy là không có phụ cấp nuôi đồng nào hả? Không có cho con đồng bạc nào để mua sữa hả? Dạ, lúc nhỏ thì không có cho, nhưng mà tới lớn thì có cho, nhưng mà lâu lâu thì cho được 1 triệu hoặc 500 vậy đó. 1 triệu 500 thì làm gì đây? Dạ, nhưng mà bé nhưng... nhiều lúc bé cũng buồn cha lắm, nhưng mà mọi người bên mẹ em cũng khuyên nó cha thì không có tiền thì có cha cũng cho con. Lúc đầu là bé không nhìn cha đâu, nhưng mà bên gia đình bên em ai cũng la, cả em cũng la động viên con, nói rồi thôi giờ con cố gắng lên, cha mình đã không thương mình vậy rồi, với thời gian mình không có ở gần cha, ở chung với mẹ nó thì ở chung với em thì cũng ít, nói chung là tình thương là hình như ông bà ngoại dành cho con bé này nhiều nhất, với cậu út đó. Cậu út hồi xưa là ẵm bồng đưa đi học rồi đưa rước đi về, thời gian sau của út lấy vợ sanh con, giờ của út cũng lên Bình Dương làm. Nói chung bên nội là bên nội của chồng trước đúng không? Dạ đúng rồi. Là không có chấp nhận luôn hả? Dạ. Không chấp nhận chị luôn. Lúc đầu thì có chấp nhận, nhưng thời gian sau rồi bắt đầu là cũng giống như là nó lạc lẽo lắm, nó không có. Tại vì cái thời gian đó là chồng của em quậy lắm, cho nên là em mới bụng bé về bên ngoại. À. Xong rồi thời gian không liên lạc, nhưng bây giờ về thì nói chung là em chồng con của mấy cô đồ gặp thì cũng gặp trên điện thoại thì cũng chào hỏi, đứa em chồng cũng chào hỏi vậy. Nhưng mà em ít gặp lắm, tại em thấy đi làm suốt gì đây thì đâu có thời gian nhiều đâu mà gặp. Bé là có hay được gặp ba không? Ba có hay gặp bé không? Tới dạ. Thăm non không? Ít lắm em. Vậy là chỉ chuyện trò trên điện thoại thôi hả? Nhưng mà ba gọi điện cũng ít nói chuyện, hầu như thương ba này nhiều hơn hay sao? Thấy thương ba sau ha? Dạ, ba sau này thấy, mà ba sau này cũng chịu bé này nhiều á. Ba sau có thương bé nhiều không? Dạ thương anh. Có lo lắng không? Dạ có, thấy chịu lắm. Vậy là ba ruột thua ba ghẻ rồi hả? Dạ em thì chắc em cũng nghĩ vậy, tại vì em nghĩ ba ruột chắc không ở gần gũi cho nên mình bên gia đình ông xã sau của chị đó có đón chào chị không? Dạ có. Có thương không? Dạ thương, tụi em cũng làm đám cưới đàng hoàng. Mình có đăng ký cái hôn chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, sao chưa đăng ký cái hôn nữa? Em bây giờ em đăng ký bên em thì em phải giống như là hôm bữa em có định là lên xã hỏi ví dụ đăng ký kết hôn với chồng em sau này để làm khai sinh cho con bé sau á, thì ở trên đó mấy anh hướng dẫn là phải đi qua tòa án xin cái giấy là độc thân hả? Cái không phải giấy độc thân mà giấy ly dị á. Ủa chồng trước mình có đăng ký cái dạ, hôn đâu mà ly dị? Nhưng mà bây giờ em không có kết hôn thì người ta đâu có chấp nhận cho em làm ly dị.
Thì đúng rồi, chị đâu có đăng ký kết hôn dạ. với chồng trước đâu. Rồi bây giờ là em phải chấp nhận, bây giờ lấy chồng sau này, bây giờ muốn đăng ký kết hôn thì người ta bảo là phải có cái giấy ly dị đó thì mới kết hôn được, rồi em không có giấy. Ủa kìa. Dạ, cho nên bây giờ sanh bé ra đi làm cây sanh chẳng ai luôn, ông ngoại đi làm thế cũng không được. Không được, đúng không? Buộc lòng đích thân mẹ phải đi. Đó, rồi em... được chưa, được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ hai bé toàn lấy họ bên em luôn, không có được lấy họ của cha. Đúng, rõ ràng là như vậy rồi. Dạ. Tại vì phải có giấy đăng ký kết hôn thì mới mang họ cha được. Dạ. Mình có dẫn các bé về nhà ông xã sau chưa? Dẫn về bên nội chưa? Dạ, nhà bé lớn thì chưa đi anh, tại vì từ Hậu Giang qua An Giang thì em không biết là có xe đò đi hay không. Cứ đi xe máy thì hai vợ chồng với đứa bé nhỏ này đi chung. Có bao giờ bé lớn là muốn về thăm gia đình của ba sao không? Có nhiều lần em cũng rủ về nội chơi vậy đó, nhưng mà ngại ha. Không trả lời, bé này nó ít nói chuyện. Đi làm về là cứ vậy là tắm giặt xong rồi. Vậy là từ trước tới giờ là con nhà mình là đi làm được nhiêu tiền là đưa cho mẹ phụ hết trong gia đình. Dạ đúng rồi. Có lấy đồng nào để xài cho bản thân không? Dạ không. Trời đất em ơi. Em cho lại thôi, chứ thấy con mình không có tiền. Có đòi hỏi không? Dạ cũng không đòi hỏi đâu anh. Bé là có trưng diện gì không? Dạ không luôn. Vậy là bé là thiệt thòi nhiều đấy. Dạ. Bé, em nói thật luôn, biết là bé 18 tuổi nhưng mà em thấy cuộc đời của bé vẫn bất hạnh đấy chị ạ. Khổ quá khổ. Bé con nhà mình lần này đi em nghi là không phải ham chơi ham vui bên ngoài để mà đi đâu, mà em đang nghi ngờ á. Thương mẹ, thương em, thương gia đình. Thấy gia đình nợ nần, bây giờ nợ nần là quá trời rồi. Nên mà sợ rằng là công việc hiện tại thì đang làm tăng ca quá nhiều nhưng có thể thu nhập nó rất là kém, có thể rất mệt cho bản thân, nên đôi khi con nhà mình muốn tìm một cái việc gì đó làm để cho phù hợp, và thứ hai là để nhiều tiền về phụ giúp cho gia đình nên mới bỏ đi vậy thôi. Vậy là con đi là mình không gọi điện được cho con luôn hả? Em gọi thì có chuông đổ nhưng mà không nghe máy, em nhắn tin thì không có trả lời, nhưng mà điện thoại thì lúc mở lên thì điện, lúc thì thuê bao. Trước giờ nó có bỏ đi như vậy không? Dạ không anh. Đi đâu là nó có xin phép không? Dạ có, đi làm xong là về chứ. Chứ tăng ca nó hay nói mấy giờ con về lắm, nhưng mà sau lần này... Đi làm là đi bằng phương tiện gì đây? Dạ đi bộ anh. Trời đất ơi, là bé vẫn chưa có xe riêng luôn hả? Dạ chưa. Trời đất ơi. Khổ quá khổ. Điện thoại bé xài là điện thoại gì đây? Điện thoại bình thường, Apple, trước em mua đâu, hơn 3 triệu gì mà. Hôm bữa nó hư, xong nó nói mẹ ơi con điện thoại hư rồi mà không có tiền mua. Con mới nói ráng đi từ từ rồi thì bằng mua, mà mấy năm nay con đủ tuổi mua rồi, thôi mới mua trả góp đi, tháng mẹ cho con 1 triệu con góp, con mua điện thoại chừng 3-4 triệu xài được rồi. Thì nó nói thôi mẹ ơi chưa có tiền. Bé về là có chăm em không? Dạ có. Vẫn chăm em, vẫn nằm em đúng không? Dạ thương bé sau này lắm, cho nên em cũng an tâm lắm. Mà sao lần này đi xong rồi là tới... Chị có thấy con nhà mình nặng gánh không? Chắc khó. Đúng không ạ? Dạ đúng. Mới 18 tuổi đầu thôi. Đúng rồi, cái tuổi này này là cái tuổi được cha mẹ bảo bọc lo toan này. Nhiều bé, nhiều gia đình về đây, thậm chí con đôi mươi, con 21 đang còn chiều chuộng tất cả, chưa cho làm đục đến móng tay móng chân luôn á. Nhưng con nhà mình em thấy là ra đời sớm. Bé trước kia là học hết lớp mấy đây? Hết lớp 9 à. Nghỉ rồi hả? Dạ. Tự bé nghỉ hay là gia đình khó khăn? Em lúc sau, từ lúc em sanh bé sau này cái xong nó không chịu học nữa, nó nói mẹ ơi con học hết lớp 9 con nghỉ. Thì em cũng khuyên nó, nói ráng đi học đi, cha dượng này cũng khuyên con ráng đi học đi, cha với mẹ ráng bằng lo cho con học chừng nào con. Cái thời điểm đó chị đã nợ chưa? Dạ chưa ạ. Chưa nợ hả? Dạ. Về sau với nợ hả? Dạ đúng rồi. Nợ là do mình làm ăn hả? Dạ do dịch bệnh xong rồi không đi làm được, rồi con bé nhỏ này nó bệnh nằm bệnh viện, vay mượn để mình ăn uống cũng như là chi tiêu chăm sóc cho con đúng không? Bé nó lên làm được 2 tuần là bắt đầu dịch tới luôn, xong rồi nghỉ thời gian rồi lại làm. Có lúc cũng hai mẹ con đi làm cùng, nhưng mà thấy con mình nó ngoan chịu khó, nhưng mà em biết con em nó thiệt thòi lắm, nhưng mà như em như anh thấy lấy cái gì bù đắp. Là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mấy ngày nay em buồn, em tuyệt vọng lắm. Nhưng mà em suy nghĩ mình chết đi rồi, rồi con nhỏ bé này ai nuôi đây? Mình không có suy nghĩ bậy bạ nha. Mình đừng có suy nghĩ bậy bạ. Bởi vì là mình suy nghĩ như vậy tội các con lắm. Chẳng giải quyết được một cái việc gì hết. Chẳng giải quyết được một cái việc gì mà đem lại rắc rối và niềm đau rất nhiều thêm. Nên mình không được suy nghĩ những cái suy nghĩ dại dột nha.
Chị phải cố gắng hơn, thay vì suy nghĩ như vậy chị phải quyết tâm cố gắng hơn để sau này mình lo được cho cả hai đứa con, đặc biệt là đứa nhỏ 4 tuổi. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của mình đi. Dì ơi, dì tâm sự với con đi. Đừng có bỏ mẹ đi, dì ai cũng lo lắng cho con hết trơn. Nói đi, về nhà có gì ăn nấy đi con. Về nhà đi con. Có dặn mẹ, mẹ có la gầy gì đâu mà bỏ đi như vậy chứ, thiệt tình. Có cái gì thì nói, cha cái gì không phải thì nói, mẹ gì không phải thì nói. Cha mẹ không giải quyết được thì còn ông bà, dì dượng, chú bác cậu đồ ai cũng thương hết trơn á. Thiệt tình luôn, mà bây giờ xảy ra chuyện này như gì đây, sao em chịu nổi. Khổ quá khổ. Mấy ngày nay nhắn tin năn nỉ nó về không mà không có ai trả lời tin nhắn. Điện thoại thì điện lúc được lúc không, em mới hoang mang. Chứ nếu phải bây giờ á, hôm qua là có nhắn lại một tin: mẹ ơi con đi Nha Trang làm rồi, chừng nào có tiền con về. Được, em mới nói bây giờ nếu con nói con đi Nha Trang thì thôi, bây giờ con điện thoại lại cho mẹ hoặc bà ngoại hoặc là cậu Út cũng được nữa, cho mọi người ở nhà yên tâm là biết con đi chỗ đó làm đi. Thì nó lại không trả lời, nó tắt luôn điện thoại. Em sợ rằng tới giờ phút này con gái nhà mình không được xài điện thoại đâu. Dạ, sợ gì? Bởi vì là sợ rằng có người sau lưng và có người khác giữ điện thoại của con gái nhà mình đấy. Dạ. Nha. Dạ. Chứ nếu mà chị chia sẻ cái câu chuyện tính tình của bé như vậy thì không có lý do gì mà bé không liên hệ về nhà. Dạ. Đặc biệt là bé con nhà mình là rất có hiếu với ba mẹ và có gọi là có trách nhiệm với gia đình đấy. Dạ. Bé em nhìn nhận là nếu đúng như chị chia sẻ thì em nhìn nhận rằng là con nhà mình bé nó suy nghĩ nhiều lắm ấy. Dạ. Nó áp lực nhiều lắm, áp lực về tất cả mọi thứ luôn ấy. Dạ. Trong đầu của bé bây giờ đang hỗn độn rất nhiều thứ, nào là cơm áo gạo tiền, cuộc sống tương lai, rồi gia đình, em thơ, cha mẹ, nợ nần của mẹ, rất nhiều vấn đề. Dạ. Hôm nó đòi nghỉ học, em nói thôi con gắng đi học đi, nó nói bây giờ có em rồi, bây giờ con đi học nữa thì con phải học tới nơi tới chốn luôn, chứ không học giữa chừng con cũng bỏ thì thôi để con nghỉ. Con học hết lớp 9 rồi con nghỉ. Thì con đi làm kiếm tiền tiếp, lo giúp em, nuôi em tiếp mẹ. Thì nó nói vậy thì bây giờ nói chung cũng lúc đầu thì cũng động viên kêu đi học, nhưng mà con nó đã quyết tâm không học thì thôi. Em cũng thấy đã tới lớp 9 rồi thì trong đầu cũng đã biết được ít chữ rồi, ít con số rồi, thì em nghĩ thôi, nó muốn nghỉ thì mình cho nó nghỉ chứ giờ ép nó cũng không được. Đó. Với lại em nói thẳng ra là cái thời điểm đó chị có đủ điều kiện để cho con học không? Dạ đúng rồi, nếu không có đúng không? Thì cũng không phải là không phải là có đủ điều kiện anh, nhưng mà hai vợ chồng vẫn đi mằn có tiền để cho bé đi học tiếp tục. Nhưng mà do cái dịch năm 2019, đầu tiên bé này lên làm được 2 tuần. Là lúc đó công việc của cha cũng làm cũng được, cũng ổn định, làm công ty cũng tăng ca. Xong tự nhiên dịch nó ùa tới xong rồi là... Khổ ha. Giờ nằm đêm, con chưa đi thì nằm đêm nhớ nợ, bây giờ con đi thì nó nhớ con. Lo cho con đủ thứ hết trơn. Con chưa đi thì nhớ nợ hả? Sao không nhớ được anh, sao nợ bao nhiêu đó. Mặn thì công việc thì như vậy đó, mặn đủ ăn có khi còn thiếu. Mình vay là người ngoài là hết mấy chục triệu. Người ngoài 30. Là nợ người ngoài 30, còn người trong nhà là lúc nào có mình trả đúng không? Dạ đúng rồi. Mình vay tiền lời, tiền nóng hả? 1 triệu là bao nhiêu tiền lời? 1 triệu là 100 ngàn hay 80 ngàn gì. Nói chung trời đất ơi, 1 triệu mà 100 ngàn tiền lời cơ hả? 1 tháng hả? Dạ. Vậy là 30 triệu là 1 tháng, 3 triệu tiền lời. Dạ. Ôi trời đất ơi. Cái này lời mình trả lời thôi là cũng thấy mệt rồi, thì chừng nào trả được gốc đấy. Trời ơi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Thật sự, dạ thưa cô chú anh chị, đây là thật sự là một câu chuyện rất buồn, rất thương bé. Có thể là cái số phận của bé chịu nhiều cái thiệt thòi. Tới giờ phút này bé 18 tuổi rồi, nhưng mà trên mình đang phải gánh vác. Thứ nhất là lo cho mẹ, lo cho em. Và có thể lần này bé đi là vì bé suy nghĩ rất nhiều, vì cái áp lực gia đình, áp lực kinh tế, áp lực cuộc sống, nên dẫn tới tình trạng có thể là bé kiếm một cái công việc khác để bé làm, để có tiền để bé phụ mẹ nuôi em cũng như là phụ gia đình. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được thông tin bé ở đâu đó để giúp bé sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy
bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy mẹ của con về đây, nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Thì con gái đang ở đâu đó thì con gái hãy sớm quay trở về, xem được video này, nhận được cái tin tức này thì hãy ngay lập tức quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Đặc biệt là mẹ con hôm nay về đây khóc rất nhiều, rất nhớ thương con, rất mong con về để mà đoàn tụ với gia đình. Mình về nhà đi con gái, về nhà đi, mình đi làm, từ từ có tiền thì mình sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện trong gia đình. Còn tới giờ phút này bản thân con là con gái mà con đi ra ngoài đời, ngoài đường, con gặp, sợ rằng là con gặp những cái người không tốt, rồi họ lại gieo vào đầu con những cái tư tưởng cũng như là những cái cám dỗ, bắt ép con làm những cái công việc nhạy cảm, đặc biệt là những cái công việc mà vi phạm pháp luật để mà kiếm tiền nhiều á. Thì hy vọng rằng là con gái phải tỉnh táo. Nếu tới giờ phút này mà con bị những cái đối tượng đó, hoặc cô chú nào, ông bà chủ quán nào mà khống chế không cho con về, thì con hãy bình tĩnh, con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thứ nhất là con phải thật bình tĩnh trước, để con tìm đủ mọi cách con gửi cái vị trí hoặc cái tin nhắn cho các chú, hoặc là con gọi điện được càng tốt thì các chú ngay lập tức có mặt để mà giúp con quay trở về một cách là bình an nhất nha con gái nha. Bởi vì không có ai tốt bằng gia đình, mà đặc biệt con đi bên ngoài vậy, con thật sự, bởi vì bản thân chú đã tiếp xúc cũng như là chứng kiến rất nhiều cảnh rồi. Còn cái câu chuyện, cái trường hợp của con đi ra bên ngoài rất dễ gặp những cái đối tượng xấu, và đặc biệt rằng họ chỉ cần nói vài lời thôi là con dễ dàng con tin một cách trọn vẹn liền. Nên mà hy vọng con gái xem được video này sớm quay trở về với mẹ. Chị có điều nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ có. Chị nói đi chị. Dạ con nhờ tất cả cô chú trên cộng đồng mạng chia sẻ tìm giúp con gái không dùng. Bây giờ nếu tìm con về mình có cách có hướng gì đây? Em thì chỉ có lời cảm ơn thôi. Ý là về mình có cách có hướng gì cho con làm việc hay là như thế nào, định hướng không? Dạ bây giờ về thì cũng tùy con thôi, tại con em cũng đủ 18 tuổi, cũng đủ quyết định cuộc đời của nó rồi. Quyền bây công giờ... dân của con đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bây giờ con muốn về sống với ngoại như hồi xưa đó, giữ em, đưa em đi học thì cha với mẹ đi làm, còn con muốn đi làm thì ở trên này làm với cha với mẹ đó, em không có bắt buộc nữa. Nhưng mà em góp ý với chị như thế này. Dạ. Nợ từ từ trả. Dạ. Mình đừng có tạo áp lực cho con, mình đừng có nói nhiều nha. Dạ. Một đứa trẻ mới lớn 18 tuổi mà khi mà sống trong một cái môi trường, cái gia đình mà cái điều kiện thứ nhất khó khăn, cái thứ hai bé sinh ra và lớn lên bé đã thiệt thòi rồi, đúng không ạ? Dạ. Bé thiếu thốn đi cái tình cảm của cha, em nói thẳng luôn là thiếu. Dạ. Thốn cái tình cảm của người cha. Tới giờ phút này có cha ruột và có một người cha dượng, nhưng theo như chị chia sẻ thì người cha dượng là thương hơn người cha ruột, đúng không ạ? Dạ, đúng. Bé thật sự cảm giác đó, bé rất đau đớn đấy. Nha. Cha dượng lo lắm. Nên mà mình đừng bao giờ mình nhắc đến vấn đề tiền, đau đầu lắm. Thật sự, rất đau đầu. Thứ nhất là trong bữa ăn, là một, tuyệt đối không nói chuyện về tiền bạc nợ nần. Dạ. Thứ hai là khi con đi làm về mệt, không nhắc tới luôn. Bây giờ miễn sao con cứ đi làm công việc được bình thường và có tiền con phụ được đồng nào thì mình quý đồng đấy. Đúng không ạ? Còn mình cứ bảo là công việc thế này thế kia hoặc là tiền bạc, mẹ đang nợ nhiều lắm con ơi, rồi dáng làm đi để lo này kia. Thanh niên mà, bé nó suy nghĩ, bé nó đau đầu lắm. Yeah. Bé nó mệt mỏi lắm. Bé đôi khi bé nhìn thấy bạn bè cùng trang phải lứa như thế mà ngược lại mình lại như thế này, đúng không? Yeah. Mệt mỏi, áp lực ấy, kiểu là bị áp lực đấy. Yeah. Chị mà nghe ai than hoài chị có mệt không? Dạ, yeah, buồn lắm, muốn đúng làm cái gì đó để giúp đỡ cho người thân mình thôi. Mà than hoài cũng chán á. Yeah. Nên mà cố gắng khi con về nhá, mình thứ nhất là thay vì mình than phiền với con hoặc là mình tạo một cái áp lực cho con. Yeah. Thì mình phải lựa những cái lời nào để mình động viên con có động lực. Yeah. Để vượt qua. Sức khỏe là vàng mà. Yeah. Có sức khỏe sẽ có hết tất cả. Em tin, em hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì gia đình nhà mình sẽ có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nha. Yeah. Em biết bản thân chị là không cần phải giàu sang, chỉ cần đủ ăn, đủ uống, con cái khỏe mạnh thôi đúng không? Dạ. Và hy vọng là có một cái mái nhà để che nắng che mưa thôi đúng không? Dạ đúng. Đó cũng là cái mơ ước của rất nhiều người đấy, không riêng gì chị đâu. Dạ. Rất nhiều người là được mơ ước một cái cuộc sống như vậy đấy.
Chị đôi khi thì chị nhìn lên không bằng ai, nhưng mà đôi khi chị nhìn xuống chị còn hơn rất nhiều người đấy nha. Nên mình phải suy nghĩ lạc quan yêu đời đấy nha. Và đặc biệt rằng là mình phải động viên các con nhá, được không? Dạ được. Mình đừng nói nhiều về vấn đề mà cơm áo gạo tiền, để cho con nó suy nghĩ nhiều tội nghiệp đó nhá. Dạ. Rồi thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ. Cái sự việc câu chuyện đi tìm con thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Thì anh em đã ghi nhận rồi, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể. Dạ. Chị nhá. Dạ. Giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí nhá. Dạ. Thì hôm nay chị về đây là chị nhờ anh em đăng tải hình ảnh của chị cũng như là con của chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ có anh. Dạ. Cuối video thì em chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Dạ. Rồi em xin phép chào chị. Dạ. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.